Mến chào quý khán giả đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Số đầu tiên của bản tin 17 giờ trong năm mới Mậu Tuất 2018. Chúng tôi xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Cách chức giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai làm phó khoa. Bình Thuận thông tin về nước xả ra biển đen như hắc yến. Dùng giấy tờ giả, một hành khách bị cấm bay. Tống tiền bạn gái cũ bằng ảnh khỏa thân. Dùng kiếm uy hiếp đôi nam nữ để cướp tài sản. Bắn người vì mâu thuẫn lúc chơi bầu cua. Nhật bắt du khách Mỹ mang đầu người trong hành lý. Và sau đây là thông tin chi tiết. Hôm nay ngày 26 tháng 2, Sở Y tế Đồng Tháp vừa có quyết định cách chức giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình đối với ông Phạm Văn Nông. Ông Nông được điều chuyển về làm nhân viên tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đồng Tháp. Sở Y tế cũng có quyết định kỷ luật ông Nông với hình thức cảnh cáo do vi phạm chế độ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị về việc quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức chưa đúng quy định. Theo hồ sơ, tháng 4 năm 2013, ông Nông ký quyết định bổ nhiệm con trai là Phạm Trung Hiếu, 31 tuổi, giữ chức phó khoa chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình. Trong khi ông Hiếu mới về làm việc tại bệnh viện này 6 tháng, còn trong thời gian tập sự, không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền, ông Hiếu mắc bệnh động kinh. Kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng cho thấy, việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu là chưa đúng quy định và không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền. Ngoài ra, việc ông Nông phân công con dâu làm việc tại phòng tài chính kế toán của bệnh viện đối với nhiệm vụ tổng hợp quyết toán bảo hiểm y tế trái quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo hủy quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu giữ phó khoa chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm, đồng thời chuyển công tác đối với con dâu ông Nông để đảm bảo phù hợp chuyên môn và nghiệp vụ. Ngày 26 tháng 2, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có báo cáo nhanh cho Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến hai video clip xả nước thải đen ngòm ra biển được chia sẻ trên Facebook và báo chí phản ánh. Cụ thể, sau khi có thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ, bước đầu đã xác định hệ thống xả thải nói trên là hoạt động thoát nước trong phạm vi dự án lấn biển của công ty Vinam. Dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo, đánh giá tác động môi trường vào tháng 1 năm 2017. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá Lagi. Được biết sáng nay ngày 26 tháng 2, một tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để xác minh, trong đó sẽ làm rõ việc xả thải ra biển nói trên đã có quan trắc và kiểm tra thành phần chất thải, cũng như việc xả thải trên do đơn vị nào cấp phép để xử lý. Theo nguồn tin từ Cục Hàng không Việt Nam, năm hành khách TDT đã có vi phạm nghiêm trọng an ninh hàng không khi sử dụng thẻ lên máy bay và giấy xác nhận nhân thân mang tên người khác là LVL, cùng quê với TDT để làm thủ tục đi chuyến bay VJ213 Vinh, thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 9 năm 2017. Nam hành khách 32 tuổi sau đó đã bị nhà chức trách hàng không tại sân bay Vinh xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng. Quá thời gian nộp tiền phạt, mặc dù đã được các cơ quan chức năng đôn đốc, nhưng T vẫn không chịu nộp phạt. Nhà chức trách hàng không đã phải dùng đến biện pháp mạnh hơn là cấm bay 12 tháng và kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo. Quyết định này cũng đã được gửi tới các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi máy bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành khách này. Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố Lê Thành Duy, 20 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, năm 2015, Duy có quan hệ tình cảm với chị T, 19 tuổi, tạm trú tại huyện Long Thành. Trong thời gian quen nhau, cô gái đã nhiều lần gửi ảnh khỏa thân cho Duy xem. Đến tháng 7 năm 2017, phát hiện mối quan hệ tình cảm giữa T với Duy nên gia đình cô gái không cho tiếp tục quen biết. Ngày 28 tháng 11 năm 2017, do cần tiền tiêu xài, Duy đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook rồi nhiều lần gửi ảnh khỏa thân cho chị T, kèm theo những tin nhắn đe dọa vào tài khoản Facebook của chị T với nội dung phải đưa 20 triệu đồng nếu không hình ảnh khỏa thân của chị T phát tán trên mạng xã hội.
Chị T đồng ý đưa 15 triệu đồng, Duy yêu cầu chị T mang tiền đến để tại trụ điện gần chốt bảo vệ khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, rồi sẽ đến lấy. Chiều ngày 1 tháng 12 năm 2017, chị T mang tiền treo bên trên trụ điện gần chốt bảo vệ khu công nghiệp Amata. Duy chạy xe máy đến lấy tiền thì bị công an bắt quả tang. Cũng trong hôm nay, ngày 26 tháng 2, tin từ Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự hai người liên quan đến việc sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản. Hai người bị tạm giữ là Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Sang, đều 18 tuổi, cùng trú tổ dân phố Hỏi Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, thanh niên 24 tuổi cùng bạn gái ngồi chơi ở bãi biển Lăng Cô thì bị Tình và Sang cầm mã tấu uy hiếp, cướp tài sản. Sau khi cướp 1,2 triệu đồng của cặp nam nữ, hai thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an huyện Phú Lộc đã đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Sáng ngày 25 tháng 2, Công an bắt giữ Tình và Sang, thu giữ hai mã tấu và tiền. Tại cơ quan điều tra, Tình và Sang bước đầu khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 26 tháng 2, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang truy xét hai đối tượng dùng súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin, ngày 21 tháng 2, có hai người đi xe 4 chỗ đến trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Bá Lâm, 38 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Thấy ông Lâm, một trong hai người rút súng nhắm thẳng vào ông này bắn. Sau phát bắn trượt, ông Lâm chạy vào nhà trốn. Hai người lên xe bỏ đi, ít phút sau, hai người điều khiển xe quay lại, tiếp tục bắn vào nhà ông Lâm một phát rồi rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, Công an thành phố Nha Trang xác định người cầm súng bắn ông Lâm tên Nguyễn Ngọc Hải, 43 tuổi, trú thành phố Nha Trang. Nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong lúc đánh bầu cua giữa vợ cũ của ông Hải và ông Ngọc. Hôm qua, ngày 25 tháng 2, BBC dẫn truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Yagani Vasilievich Beretta, quốc tịch Mỹ, sau khi tìm thấy phần đầu bị cắt rời của một cô gái trong hành lý của nghi phạm tại căn hộ cho thuê ở quận phía Tây tỉnh Osaka đầu tháng 2. Hiện cảnh sát vẫn chưa phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân, được cho là một phụ nữ người Nhật, 27 tuổi. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Beretta ra vào căn hộ thuê ở Osaka nhiều lần, đem theo một chiếc túi lớn. Ngoài ra, video còn cho thấy nạn nhân bước vào căn hộ nhưng không trở ra. Bạn bè cho biết nạn nhân quen với nghi phạm trên mạng xã hội trước khi cả hai cùng đi nghỉ. Khoảng nửa đêm ngày 16 tháng 2, camera an ninh ghi lại cảnh nạn nhân xuất hiện tại nhà ga Osaka cùng nghi phạm. Đó là lần cuối cùng người phụ nữ này được trông thấy ở nơi công cộng. Beretta, 26 tuổi, phủ nhận những cáo buộc liên quan tới việc người phụ nữ mất tích. Cảnh sát Nhật Bản đang tìm cách xác định danh tính nạn nhân và điều tra vụ việc. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.